Đức Thịnh, Lâm Vĩ Dạ. Chào mừng khán giả đang đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Hát gì vậy? Em sẽ hướng dẫn anh cách nhặt đồ thật là quý tộc. Ủa, có cái cách mà quý tộc nữa hả? Có chứ. Lượm đồ đó, hả? Anh nhìn em nè. Thôi lượm luôn cho lẹ đi. Gì vậy anh Thịnh? Trời ơi, chương trình thời lượng đã có hạn rồi mà em cúi xuống nhặt đồ thôi mà em làm nó lâu lắc dễ sợ luôn á. Trời ơi, chán anh ghê. Thì người ta là con gái yểu điệu thục nữ phải nhặt đồ vậy chứ. Nhưng mà em không còn là con gái nữa. Gì vậy? Báo cho em biết là con trai của em nó dậy thì rồi đó. Anh kỳ quá. Tại vì á, em biết á là hả, em hiểu tâm lý đàn ông là thích phụ nữ là phải yểu điệu thục nữ đúng không? Không có, mà mình có gia đình rồi, hiểu không? Nè, ngày hôm nay nè, em coi hai cặp đôi ngày hôm nay là đang trong giai đoạn yêu nhau. À, họ sẽ làm những cái động tác đó coi được. Còn mình bây giờ coi như khó làm mấy cái động tác lắm. Em làm mà họ cụp xương sống em không luôn. Không, thiệt nãy giờ cũng hơi đau đau lưng rồi đó. Đó, tại dạ, người ta điệu hơi thôi, còn em là quá điệu. Ủa, em điệu lắm hả? Quá. Em chỉ mới làm bộ nhẹ nhẹ thôi mà anh đã thấy điệu rồi. Bộ đồ em nói lên tất cả luôn. Sao vậy anh? Đó, để bây giờ nè, chờ đợi gặp gỡ hai cặp đôi ngày hôm nay sẽ có rất nhiều điều thú vị, có rất là nhiều cái sự mà là trẻ trung trong sáng đáng yêu của tình yêu, hiểu không? Dạ. Chờ gì nữa, hãy đón xem hai cặp đôi hôm nay là những ai. Chào đón cặp đôi Lucy Nguyễn và Tuấn Dương. Xin trân trọng giới thiệu cặp đôi Bùi Việt Hoa Di Linh. Chào mừng hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Wow, họ đang yêu đó. Thanh xuân quá. Đang yêu. Đẹp quá. Đẹp, tươi sáng quá. Tươi sáng. Ủa, ý anh là mình cưới nhau về mình bớt tươi sáng không Thịnh? Ừ, thì đúng rồi. Rồi, các cặp đôi sẽ có một vài giây phút để mà tự giới thiệu bản thân mình ha. Mời cặp đôi Lucy Nguyễn và Tuấn Dương. Dạ vâng. Trước tiên thì cho em xin gửi lời chào đến anh Đức Thịnh và chị Lâm Vĩ Dạ cùng tất cả các khán giả đang coi chương trình Tâm Đầu Ý Hợp ạ. Em tên là Trần Tuấn Dương. Hiện tại thì em đang làm người mẫu và đồng thời kinh doanh. Đây là bạn gái của em ạ. Còn mình là Lucy Nguyễn. Hiện tại thì mình đang kinh doanh về thời trang cũng như là có một nghề tay trái là KOL. Xin mời cặp đôi Bùi Việt và Hoa Di Linh ạ. Mình là Bùi Việt. Nghệ danh cũ của mình là Tony V. Và nghệ danh mới hiện tại là đang là Diamond V. Hiện tại mình đang là diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc và cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp. Và đây là bạn gái của mình, Hoa Di Linh. Em là Hoa Di Linh, công việc của em là diễn viên, ca sĩ. Rất vui về hôm nay được đến tham gia chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Cho mình hỏi bạn Bùi Việt, bạn gốc Tây hay là người Việt? Dạ, thưa anh chị là em Lai. Lai. Lai Việt Nam, Nga và Ba Lan. Mẹ của em là người... người Nga, gốc Ba Lan. Ba của em là người Việt. Em là người Nga gốc Việt lại Ba Lan. Ồ, thảo nào tên Bùi Việt mà nhìn cái nét Tây dễ sợ. Bạn sống ở Việt Nam là từ nhỏ hay là lúc lớn nè? Dạ, em sống ở Việt Nam từ nhỏ. Từ lúc em 8 tuổi. Bây giờ cho mình hỏi sâu vào cái mối tình của hai cặp đôi. Thì bạn Lưu Sư Nguyễn và bạn Tướng Dương, các bạn quen nhau trong trường hợp như thế nào? Dạ, tụi em hiện tại đã quen nhau được chính thức là 4 tháng. Quen nhau trong cái hoàn cảnh là tụi em xuất phát ra từ một cái chương trình tình yêu ạ. Ồ, là mới ken xà beng luôn á. Dạ, mới toan luôn. Cái điều gì ấn tượng ở nhau đầu tiên mà các bạn quyết định là quen nhau? Đầu tiên thì là tụi em là bạn trước. Xong rồi cái tham gia chương trình đó thì sau chương trình đó tụi em mới thành người yêu. Lucy thì là một người chị trong nhóm bạn. Là ấn tượng đầu tiên là đây là một người chị. Em rất là ấn tượng là chị Lucy là chị rất là quan tâm những người xung quanh. Và chị rất là giỏi.
Em rất là ngưỡng mộ chị. Còn Lucy thì sao nè? Em ấn tượng với Dương vì em cảm thấy Dương, ban đầu nói chuyện với Dương đó là cái gì đó rất là ngây thơ. Hồn nhiên ngây thơ. Hồn nhiên ngây thơ, và đôi khi em cảm thấy có một cái gì đó trái ngược hoàn toàn với em trong tại thời điểm đó. Có thể đó cũng là một cái điều mà khiến cho em cảm thấy một cái dấu trái chiều vậy, làm cho tụi em tò mò về nhau. Bạn Hoa Duy Linh, tôi đang tò mò về cái tên của bạn. Hoa Duy Linh, đó là bạn tên Hoa hay là tên Linh? Hoa Duy Linh là nghệ danh của em ạ. Còn tên thật của bạn là Linh? Tên thật của em là Phạm Mỹ Linh. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào và quen nhau bao lâu rồi? Tụi em đã có thời gian là 11 năm làm bạn với nhau. 11 năm làm bạn với nhau? Dạ, và bọn em yêu nhau được 2 năm nay. Bạn Bùi Việt, tôi nhìn bạn á, thì tôi thấy cái chất dancer của bạn lại nhiều hơn là chất danh nhân á. Nó cảm giác giống như nhìn giống như một vũ công vậy đó, đúng không? Anh con mắt của anh rất là tinh đấy ạ. Trước đây thì là em là thành viên của nhóm The Big Toe ở Hà Nội. Vâng, em cùng thế hệ với cả anh Việt Max và Minh Trí. Tại vì mình thấy cái dáng của bạn là nó kiểu mình hay nhìn các bạn dancer á. Cái bạn nhìn cái mình thấy ra cái kiểu lúc dancer. Lúc nào cũng muốn nhảy. Đúng rồi, lúc nào cũng có cái nhịp trong người hả? Dạ đúng rồi. Rồi, chúng ta làm quen sơ sơ vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào chương trình ha. Tâm đầu ý hợp có 3 vòng thi, mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để đo độ tâm đầu của các cặp đôi. Sau 3 vòng thi, cặp đôi nào có số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Vòng 1 này sẽ là sân chơi dành cho hai chàng trai. Hai cô gái sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai chàng trai ở đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó thì hai cô gái sẽ quay trở lại so sánh đáp án với bạn trai mình. Đáp án trùng khớp mang về cho đội mình 5 điểm. Bây giờ thì xin mời hai cô gái vào trong. Bạn có thấy phụ nữ thường thường có một cái điểm chung nào không? Rất nhiều điểm chung ạ. Rất nhiều điểm chung, ví dụ như là điểm chung nào nè? Họ khôn khéo, tức là họ biết cái cách thức để đưa mình trở nên nhẹ nhàng hơn trước đàn ông. Thì đối với em thì em rất là hay để ý những cái vấn đề đấy, và điều đấy nó thực sự là nó tác động đến rất là mạnh đối với người đàn ông. Em thấy thì thường thường phụ nữ có điểm chung là họ muốn được quan tâm, muốn được chăm sóc, muốn được mình kiểu cưng chiều. Rồi đó là điểm chung. Bây giờ nói điểm riêng nè. Các bạn nhìn ra cái người phụ nữ của các bạn á, có cái điểm riêng nào mà những người phụ nữ khác không có không? Có cái điểm riêng đặc biệt, ấn tượng. Cái điểm này của bạn nữ em khá là đặc biệt, là bạn nữ em là tại vì trong môi trường công việc của bạn nữ em là đang phải họp hành một ngày rất nhiều người. Nhiều khi thì bạn nữ em lại do cái thói quen nó áp dụng vô cái tình yêu của mình luôn. Nhiều khi em thấy em giống nhân viên của bạn gái em. Nằm trong lịch luôn. Tức là thói quen làm việc không? Sắp xếp mọi lúc thứ là, rất là khoa plan. Học. Đúng rồi, lúc rất là khoa học. Kể cả câu chuyện mà đi ăn với người yêu. Đúng. Được. Thấy như cái ốc tổ chức. Cho mình hỏi Mùi Việt nè. Bạn thấy bạn tự hào về bạn gái mình ở cái điểm gì? Đó là bởi vì thứ nhất là cô ấy có một cái trái tim rất là lớn. Trái tim của cô ấy dành mọi thứ cho mọi người xung quanh luôn. Nhân ái. Và luôn nhiệt huyết với tất cả mọi thứ xung quanh. Rồi, chúng ta kiểm tra sơ sơ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Có câu nói tình cảm anh yêu em 3.000. Nếu nói với người yêu, bạn sẽ điền gì thế chỗ 3.000? Em không có xưng anh với em xưng tên. Vâng. Ví dụ như là nếu mà là em thì em sẽ kêu là Dương yêu Lucy hơn những gì mà Dương nói. Em có nghĩ là bạn gái mình biết cái câu này không? Mình đã từng nói chưa? Em chưa từng nói. Chưa từng nói cả. Rồi, hy vọng rằng bạn gái cũng sẽ có đáp án trùng khớp với bạn. Dù tôi biết là rất là khó khớp. Dạ vâng. Vậy Dương chốt đáp án lại đi nè. Dương yêu Lucy hơn những gì Dương từng nói. Dạ. Thực sự thì cô nói anh yêu em hay I love you thì tụi em nói với nhau hàng ngày. Đúng. Và nói rất là nhiều. Nhưng mà để mà điền một cái con số hay là một cái gì đó đằng sau đó thì em chưa có nghĩ ra được. Nhưng có lẽ là anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em rất nhiều. Rất nhiều. Đúng rồi, đơn giản vậy thôi. Yeah. Love you so much. Mình chốt đáp án luôn phải không ạ? Dạ, anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi số 2.
Từ khi yêu bạn gái, bạn đã bỏ túi được nhiều thứ gì nhất? Tụi em thì bỏ túi được khá là nhiều thứ. Thứ nhất là cái cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc. Thứ hai là sự thành công trong công việc, may mắn. Quan trọng nhất là ở phía bản thân em ấy, thì em bỏ túi được cái sự điềm đạm nhiều hơn. Sự điềm đạm. Sự nhẹ nhàng. Tức là trước đây cái bản tính của em nó cũng khá là, nó bị kiểu dư năng lượng ấy. Nên là mọi thứ lúc nào nó cũng có thể là nó rất là dễ bị over. Năng động. Đúng rồi. Có đôi chút tăng động không? Không, tăng động thì có lẽ là không có. Năng động hơi dư thừa. Tạm gọi vậy đi ạ. Nhưng mà từ khi mà quen cô ấy thì em đã học được rất là nhiều lần qua cái cách mà cô ấy xử lý tất cả các cái tình huống, dù ở bất kỳ một cái cảm xúc nào mà nó có làm cho mình không thoải mái đi chăng nữa, thì cái cách thức mà cô ấy xử lý nó là cái điều mà em học hỏi được nhiều nhất nữa. Bình tĩnh, điềm đạm. Bây giờ bạn chọn một thứ nào mà bạn nghĩ bạn gái mình cũng có thể chọn cái điều đó? Một đáp án mà có thể là cô ấy cũng sẽ nghĩ tới, đó chính là cảm giác hạnh phúc. Mời Dương. Hai tụi em quen nhau cho tới bây giờ là mới được 4 tháng. Và hiện tại thì em có bỏ túi được sự vui vẻ, sự quan tâm chăm sóc. Và đặc biệt là em được rất nhiều những cái lời khuyên, từ công việc. Tại vì em là mới bắt đầu lập nghiệp cách đây không lâu. Và lúc mà hồi bọn em vẫn còn đang làm bạn á, thì là chị đã chỉ em rất là nhiều thứ trong công việc. Và đến bây giờ tụi em yêu nhau thì Lucy lại chỉ em nhiều hơn. Mặc dù là em chưa có làm tốt, nhưng mà em cảm thấy là em nhận được rất là nhiều lời khuyên từ công việc. Mình đã bỏ túi 3 cái điều đó, giờ bạn chọn một điều mà bạn nghĩ Lucy cũng sẽ chọn. Công việc ạ, lời khuyên công việc. Lời khuyên trong công việc. Rồi, bây giờ là câu hỏi số 3. Giả sử bị hoán đổi thân xác với người yêu, phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Mời Dương. Một ngày nào đó tỉnh dậy mình thấy mình là Lucy, phản ứng đầu tiên của Dương là gì? Phản ứng đầu tiên của em khi mà thức dậy mà là Lucy là sẽ rất là hoảng sợ. Tại vì bình thường kiểu như là chị Lucy làm rất là nhiều thứ trong một ngày. Em bây giờ em không biết bắt đầu từ đâu, không biết làm gì hết. Em nghĩ là em sẽ rất là hoảng sợ, rất là hoang mang. Rồi em có thể chốt đáp án gom lại hai cái đó được. Em chọn đáp án là hoảng sợ, hoang mang ạ. Hoảng sợ, hoang mang. Em thì sẽ cảm thấy thú vị. Đúng rồi. Em sẽ cảm thấy thú vị và em tò mò về nó. Đầu tiên là chắc chắn là em sẽ cảm thấy lạ. Lạ. Mọi thứ nó lạ và nó sẽ cần phải được định hình một chút xíu. Một khi cái trường hợp nó đã tới rồi, em sẽ trải nghiệm nó. Em sẽ trải nghiệm để em hiểu nó như thế nào. Đằng nào mình có được một cái cơ hội để mình hiểu xem nó mọi thứ nó sẽ như thế nào ấy. Nên là đối với em thì em sẽ cảm thấy trường hợp nó thú vị. Việc chốt đáp án là rõ ràng hơn. Dạ, em sẽ cảm thấy là thú vị và tò mò. Thú vị, tò mò. Chúng ta đã trải qua 3 câu hỏi cùng với hai chàng trai. Bây giờ thì xin mời hai cô gái quay trở lại sân khấu. Từ nãy giờ thì tôi thấy hai bạn trai của mình là khá am hiểu về cái thế giới của phụ nữ. Tôi muốn hỏi ngược lại là hai bạn gái có hiểu được cái thế giới của đàn ông hay không? Cái gì ở thế giới đàn ông mà các bạn cảm thấy dễ hiểu và cái gì thật là khó hiểu? Em thì em nghĩ rằng là thực sự thế giới đàn ông chắc cũng rất là nhiều vấn đề, nhiều em nghĩ là cũng xem như thế giới của phụ nữ chị em chúng mình. Mọi việc có cái gì thật là dễ hiểu và có gì thật khó hiểu? Hay là hiểu hết rồi? Em cũng không dám chắc có hiểu hết không nữa, nhưng mà chắc 10 việc thì em nghĩ rằng em cũng hiểu được cũng 7-8 việc ha. Cũng cỡ 70-80% đúng không? Dạ. Vậy là nhiều rồi đó. Nhiều quá. Thế còn bạn Lucy, bạn có hiểu hết về Dương hay không? Em không có tự tin là em sẽ hiểu hết về Dương, nhưng mà em nghĩ là em cũng có hiểu nhiều về Dương. Hiểu nhiều? Dạ. Tức là trên 6-70 đúng không? Chắc 65. Dạ. Bây giờ các bạn lắng nghe câu hỏi số 1, thử đo thử coi là các bạn hiểu ở mức độ nào. Có câu nói tình cảm anh yêu em 3.000, nếu nói với bạn anh ấy sẽ điền gì thế chỗ 3.000? Cái câu này thì tại vì bình thường là tụi em không có gọi nhau bằng anh em,
xưng tên rồi gợi ý luôn xưng tên đó là xưng tên. Dương sẽ hay nói trước khi đi ngủ là Dương yêu Lucy, Lucy ngủ ngon, hoặc là có những câu còn cái câu mà Dương yêu Lucy bla 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 thì nó hơi khó nha, em chưa có từng có thể là ảnh chưa bao giờ nói câu đó, nhưng mà bây giờ người ta bắt buộc phải thay thế câu đó, cho nên ảnh nói là nếu mà thay thế thì ảnh sẽ nói câu này nè: Dương yêu Lucy bự thiệt là bự. Tôi gợi ý nha, tôi gợi cái ý gì nha. Chị Lucy cái gì bự, bự thôi kìa, bự yêu nhiều đó. Yêu nhiều bên kia đó, hình như cái câu nói đó là một tựa của bài hát nước ngoài. Mình làm cái nhạc đi ha. Oh, oh, yeah, yeah. Rồi vậy được rồi, vậy được rồi, vậy được rồi. Dương yêu Lucy mãi mãi trở về sau. Mãi mãi trở về sau. Rồi mời Dương sao đáp án. Anh yêu em hơn những gì anh từng nói. I love you more than say. Và với câu hỏi này thì các bạn đã không trùng khớp cho nên là không có điểm. Rồi, không sao. Mời Y Linh ạ. Anh gợi ý, anh chị gợi ý cho em đi ạ. Ở đây là câu Văn nói. Văn nói rất là đời thường. Rất đời thường. Đúng như cái tính cách của một người đàn ông, họ không có thích gọi là đao to búa lớn nhiều. Nó thể hiện số lượng. Số lượng không đếm được. Anh yêu em rất nhiều. Em chọn anh yêu em rất nhiều. Chắc không? Chắc. Chốt không ạ? Chốt chưa? Chốt ạ. Chốt luôn. Mời Bùi Việt sơ đáp án. Anh yêu em. Chúc mừng anh chị đã mang về cho mình 5 điểm. Bây giờ các bạn có câu hỏi số 2. Từ khi yêu bạn, bạn trai đã bỏ túi được thứ gì nhiều nhất? Cái điều mà bỏ được vào trong túi rõ ràng nhất đó chính là tiếng cười. Tiếng cười là một trong những thứ mà hồi nãy Dương có nhắc. Cái điều hồi nãy bạn có nhắc qua một cái, thoáng qua một cái. Đó là cái thứ mà Dương đã bỏ túi được. Lời khuyên. Đó. Lời khuyên trong cái gì? Lời khuyên trong công việc ạ. Hồi nãy nó nụ cười nha. Hồi nãy Dương cũng nói có nụ cười luôn. Là quen với Lucy là vui lắm. Có cũng có nhiều lời khuyên lắm. Bây giờ bạn chọn một trong hai cái đó. Nếu như mà mang tới nhiều thì em nghĩ là hai cái đều là nhiều. Nhưng mà lời khuyên thì sẽ là đi trước. Nên là em nghĩ là có thể là Dương sẽ chọn lời khuyên. Lời khuyên trong công việc. Mời Dương sao đáp án. Phần hai bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Rõ ràng, vai vế rất là rõ ràng. cho lời khuyên. Và nãy Dương công nhận là bỏ túi được những lời khuyên nha. Hẳn hoi, đó cũng là bỏ túi. Thấy người phụ nữ quan trọng. Bạn nghĩ là Bùi Việt đã bỏ túi được những gì từ lúc quen với lại em? Trong thời gian hai tụi em quen nhau thì em nghĩ rằng là không chỉ riêng Bùi Việt đâu mà cả bản thân em cũng vậy, em cũng bỏ túi được cho mình rất là nhiều điều. Và câu trả lời của em trong câu hỏi này thì em nghĩ rằng là trong thời gian mà hai đứa quen nhau thì anh Việt bỏ túi được nhiều nhất đó chính là tình cảm, là hạnh phúc. Tình cảm, hạnh phúc. Bạn có chốt đáp án này không? Chốt ha. Câu trả lời của em đó là tình cảm là hạnh phúc. Tình cảm là hạnh phúc. Mời mọi người. Chúc mừng anh chị đã mang về cho mình thêm 5 điểm nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi số 3. Giả sử bị hoán đổi thân xác với người yêu, phản ứng đầu tiên của bạn trai là gì? Lucy, với tính cách của Dương thì như thế nào? Tính cách của Dương em nghĩ là chắc là kiểu wow. Khoái hả? Khoái. 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 Đã nha. Được làm chị đúng không? Chửi bới là được khuyên nhủ đúng không? Khoái đúng không? Chắc không? Em không biết nữa. Bình thường thì với tính cách của Dương em đoán là vậy. Còn không biết hôm nay là Dương có suy nghĩ khác đi hay không. Bây giờ em chốt đáp án là khoái à. Khoái à? Khoái. Rồi mời Dương so đáp án. Thiệt tình luôn á. Khoái sao giờ quen mà. Rất là tiếc với đáp án không trùng khớp này thì các bạn không có điểm. Tại vì Lucy một ngày làm rất là nhiều thứ, họp đến họp, có khi có những ngày họp từ sáng đến tối, họp 6, 7, 8 cuộc họp. Mà không cái em thí dụ mà mình cũng họp vậy thì mình nói cái gì ta? Mình làm cái gì trời?
À, đúng đúng đúng, đáng sợ thiệt. Tôi mà cũng quán đổi vô thân xác của cô Thúy, tôi cũng hình dung được cái lịch làm việc của cổ, tôi cũng sợ. Sao ta, kiểu như cái đầu óc của em nó hơi thiên về nghệ thuật một xíu, nó hơi lướt. Xong rồi em kiểu như em thu thập nhiều con số vô đầu quá, em sợ nó bị... Sao liền, đúng rồi. Rồi, còn lên thì sao nè? Thực sự là câu hỏi này em thấy rất là hay. Hay. Và khi em nghe câu hỏi thì trong đầu em đã hình dung ra cái cảnh đó. Trong trí tưởng tượng của em thì khi mà anh Việt bị hoán đổi thân xác với em thì em hình dung ra lúc đó là anh Việt sẽ có một chút kiểu hơi hoảng hốt, nhưng mà kiểu không phải sợ, quá sợ, mà là kiểu bất ngờ, kiểu không tin. Và anh ấy sẽ lao xuống giường và anh ấy gọi tên em và anh ấy tìm em, gọi mèo ơi, tìm em, khắp nhà lại gọi tìm em. Đó là cái tưởng tượng của em. Không, một sự bất ngờ hoảng hốt. Rồi, bạn có chốt đáp án nào? Cái này khó chốt lắm, tại vì nó... Thế cứ phải chốt không? Cứ phải chốt chứ. Em nghĩ là bất ngờ. Bất ngờ. Rồi. Thú vị và tò mò. Và với đáp án không trùng khớp này thì anh chị không có điểm. Chúng ta đã trải qua ba câu hỏi vòng 1 này và điểm số của cả hai đội như sau: cặp đôi Lucy Nguyễn và Tuấn Dương là 5 điểm. Cặp đôi Hoa Di Linh và Bùi Việt đang dẫn trước với số điểm là 10. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 sau vài phút giải lao. Khán giả đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng 2 này sẽ là sân chơi dành cho hai cô gái. Hai chàng trai sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai cô gái đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó hai chàng trai quay trở lại so sánh đáp án với bạn gái mình. Đáp án trùng khớp mang về cho đội mình 10 điểm. Bây giờ thì xin mời hai chàng trai vào trong. Hỏi chị Lucy là cái ấn tượng đầu tiên khi chị gặp Tuấn Dương là gì? Ấn tượng đầu tiên mà Lucy gặp Tuấn Dương thì có lẽ là kiểu cậu trai này rất là thật thà. Thật thà. Dạ. Một cái kiểu người mà mình không phải đối phó, đề phòng đúng không? Ừ, đúng rồi, cho em một cảm giác cảm thấy là thoải mái ngay từ ban đầu luôn. Có dễ tin người không chị? Dạ, Dương thì không có dễ nhưng mà rất là dễ. Không có dễ mà rất là dễ. Rất dễ tin người luôn. Dạ, rất trời dễ tin ơi. Người. Có sợ là bạn trai mình dễ bị gạt không? Dạ, em nghĩ là đoạn đầu thôi, đoạn sau là em đã training lại. những lời khuyên. Dạ. Những lời khuyên. Thế còn Linh có cho rằng bạn trai mình là mẫu đàn ông hào hoa không? Điều này thì em nghĩ rằng là không chỉ riêng em mà hầu hết các chị em phụ nữ hoặc kể cả con trai cũng vậy. Khi nhìn thấy anh Việt là luôn có một cái sự cuốn hút nào đó, một cái sự thu hút để mà mình muốn nhìn. À, bây giờ không nói với người phụ nữ khác, riêng Linh thì Linh ấn tượng điều gì ở Bùi Việt? Để nói về anh Việt thì em có hai mốc thời gian. Thời gian thứ nhất đó là 11, làm bạn. Rất lâu rồi. Làm bạn. Từ cái hồi mà em làm bạn và cái ngày đầu tiên em gặp anh ấy thì lúc đấy như kiểu là một fan hâm mộ được gặp thần tượng của mình ạ. Tại vì em rất là thích nhạc của anh Việt thời gian đó. Vâng. Yeah. Oh. Yeah. Còn cái thứ hai đó là sau một vài năm tụi em không có gặp nhau thì khi gặp lại thì em rất là bất ngờ sự thay đổi của anh ấy. Thay đổi như thế nào ta? Cái lột xác hoàn toàn. Về ngoại hình? Về ngoại hình cũng như là về tính cách. Em cảm thấy lúc đó anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, thay đổi rất nhiều, một con người hoàn toàn khác. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Bạn đã bị anh ấy đánh cắp trái tim bằng cách nào? Dương đã đánh cắp trái tim của em với hai chữ rất là chân thành. Chân thành. Dạ. Tại sao thì đó là về từ khi mà cái giai đoạn mà hai người đang làm bạn, chưa
gặp ở ngoài thì có bao nhiêu điều thầm kín của bạn thì bạn nói vụt tẹt ra cho em hết, nói hết cái này tới cái kia, mà em hỏi cái gì cũng trả lời cái đó. Wow. Rất là thật thà luôn. Còn về sau thì tất cả những cái gì mà Dương làm cho em khi mà hai người đã có tình cảm thì em lại thấy nó chuyển hóa từ thật thà thành sự chân thành. Và cái điều đó làm cho em cảm thấy rất là ấn tượng. Tại vì điều mà em thích trong cuộc sống này đó là những cái gì nó giản dị nhất, nó chân phương nhất. Thì em nhìn thấy ở bạn đó, bạn rồi cho em cảm giác như vậy. Như vậy Lucy cho đáp án là chân thành ạ. À, chân thành. Bên kia là chân thành. Thế còn Linh, Linh chọn điều gì? Cái điều ở anh Việt mà đã đánh cắp được trái tim em đó chính là anh ấy luôn tạo cho em sự bất ngờ. Luôn tạo sự bất ngờ. Các anh trai nhà mình có phải là mẫu người đàn ông hay hứa không? Hứa hẹn á. Hứa là chồng em. Hứa Minh Đạt là mới là hay hứa. Hay hứa này hứa kia mà quên. Anh Việt không phải là một người hay hứa nhiều, nhưng mà có đúng một điều hứa mãi mà chưa làm được. Đó là? Đó là hứa với em là bỏ thuốc lá. Oh. Mà đến giờ vẫn chưa bỏ được. Và gần đây nhất cũng mới có hứa, đó là đến sinh nhật này hứa là sẽ bỏ thuốc lá. Vậy em mong rằng là qua chương trình này em sẽ nhắc lời hứa của anh nha. Là nếu mà Việt làm được thì Việt lọt vào top phần trăm ít người đàn ông làm được điều đó. Đúng như vậy. Và trong cái top đó là có chồng em, cho nên chẳng bao giờ ổng hứa điều đó. Nhưng mà em vẫn luôn có niềm tin. Em tin rằng là anh sẽ làm được. Yeah. Yeah. Mời Lucy ạ. À, Dương có hứa và Dương cũng làm nhiều điều cho em. Ví dụ như là hứa mỗi tháng là phải có một ngày Annie, là có một ngày kỷ niệm. Thay vì người ta kỷ niệm một năm, tụi em là kỷ niệm tháng nào cũng có. Và mỗi lần như vậy Dương sẽ tặng hoa cho em, xong rồi có tiền thì sẽ mua quà cho em đó. Rồi nếu mà làm được có tiền nhiều thì sẽ cho em nhiều, có tiền ít thì sẽ cho em ít. Và hứa là đúng bao nhiêu phần trăm cái tiền mà Dương làm được Dương sẽ cho em vậy đó. Bao chứ nhiêu là phần trăm là sếp đó mà làm có làm như vậy. Rồi hứa dẫn em đi du lịch thì cũng rất là chịu khó làm kiếm tiền để dẫn em đi khắp nơi. Anh nào có hứa gì? Anh có được quyền hứa gì đâu. Không được quyền hứa. Anh luôn. Còn gì nữa đâu mà có hứa. Có bị bắt hứa không? Không còn gì để mà hứa luôn. Trời không tin trời. Dạ thôi ạ, à, dẹp bỏ cái chuyện của anh Thịnh với một bên đi. Mình đến với câu hỏi số 2. Con gái thời nay nói có là có. Điều gì bạn hứa là làm cho bạn trai? Em có hứa là sẽ tổ chức sinh nhật cho Dương. Và sau đó thì em có làm cái điều đó. Đó. Chốt đáp án luôn không ạ? Hứa tổ chức sinh nhật cho bạn trai và đã làm. Dạ rồi. Dạ, em mời chị Linh. Em hứa với anh Việt rằng là em sẽ làm cho bản thân mình tốt hơn mỗi ngày. Câu hỏi số 3. Hành động nào của bạn trai sẽ khiến bạn chuyển mây đen sang nắng ấm ngay lập tức? Thì chú Đạt là tiền nè em. Hạ quả liền. Anh cứ nghĩ phụ nữ tiền bạc. Anh sao á? Mà đúng vậy á. Tùy đó. Tùy đó. Khó mà không hạ lắm. Đúng, sự lầm lành đó tuyệt vời. Tuyệt vời. Đó là tôi. Rồi Lucy. Cái này nó hơi khó với em luôn á. Tại vì cái giống như là cái độ tuổi của tụi em nó khác biệt, nó hơi xa. Thế là, và tụi em mới quen nhau chỉ được có 4 tháng thôi. Nên là cái việc mà Dương làm lành em, anh có hiểu là một người khó tính thì em sẽ tự làm cho mình cảm thấy thoải mái, chứ Dương sẽ khó rồi lòng nào sẽ có thể Dương làm em thoải mái. Tức là mới quen được nhau có 4 tháng và có một cách biệt về khoảng cách. Cũng có một cái nổi bật, có nghĩa là Dương biết là em đang khó chịu rồi thì Dương sẽ kiểu như là em đang ngồi dậy, cái là bạn đang ngồi đây thì bạn sẽ xích qua, xong gác cái tay bấm điện thoại, xong gác cái chân, thôi nói chung là sẽ làm cái gì đó để tương tác với em, chứ còn em chưa được trải nghiệm cái việc là tiền nè hết giận đi. Tiền nè hết giận đi. Em hy vọng là trong tương lai sẽ được. Em cũng thích cái điều đó. Lucy cho đáp án là mỗi lần mà Dương làm lành với em thì thường Dương sẽ xích lại gần và có những cử chỉ yêu thương. Còn với em thì hành động mà làm cho em nguôi giận đó chính là kéo em vào và ôm em và hôn em. Đơn giản vậy thôi. Tan chảy liền. Chúng ta đã trải qua bao câu hỏi cùng với hai cô gái. Bây giờ thì xin mời hai chàng trai quay trở lại sân khấu. Tâm đầu ý hợp.
Dương và Bùi Việt có thoải mái không? Từ nãy giờ có thoải mái, có lo lắng về những lời lẽ mà bạn gái mình sẽ tâm sự với chương trình không? Em không ạ. Bình thường đúng không? Vâng. Còn Dương? Không, em cũng không. Em chỉ lo là lỡ mà trả lời sai thì không biết là về vì làm sao bị đòn đúng không, bị đánh không? Thì mình sẽ không có phần thưởng. Đúng rồi, sẽ không có phần thưởng thôi. Cái không gì có phần thưởng, là phần thưởng của chương trình hay là phần thưởng của Lucy? Dạ, phần thưởng của chương trình. Tụi em quyết tâm dành 8 triệu ngày hôm nay. Wow. Người kinh doanh có khác. Bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi số 1. Hy vọng rằng hai bạn trai sẽ có đáp án trùng khớp với lại hai cô gái. Bạn đã đánh cắp trái tim cô ấy bằng cách nào? Ở bên kia. Đấy, đó là một cái tính cách những ngày đầu gặp. Ông suy nghĩ. Suy nghĩ giống như kiểu mình có nhiều tính cách tốt lắm á. Ông suy nghĩ. Trời, nhiều ưu điểm quá. Nhiều ưu điểm. Cái nào hạ gục cổ, cái nào cũng hạ gục hết trơn á. Em nghĩ Lucy ấn tượng ở em tính cách mà làm cho Lucy đổ gục. Em nghĩ là sự hài hước. Hướng. Quá tuyệt vời. Thảo nào lúc đầu Lucy có chia sẻ là đúng có niềm vui, nào, có tiếng nào cười. Ta không thích sự hài hước. Đàn ông hài hước thú vị mà. Quá thú vị. Em nghĩ là sự hài hước. Sự hài hước. Ông thật tà thiệt luôn á. hiểu cảm giác. Mai Lucy cho đáp án. Trời chân thành. Ai nói gì cũng tin. Tối nay về lại có một lời khuyên nữa. Và với đáp án không trùng khớp này thì các bạn không có điểm. Nhưng sẽ có nhiều lời khuyên vào tối nay. Việc đánh cắp trái tim của Linh như thế nào? Em nghĩ là những điều bất ngờ. Sự bất ngờ, bất ngờ. Trong cuộc sống, trong mối quan hệ mình hay tạo sự bất ngờ cho Linh không? Gần như là liên tục ạ. Mỗi ngày. Mỗi ngày không ạ? Mỗi ngày. Đáp án của anh sẽ là? Đáp án của cuối cùng của em đó là những điều bất ngờ. Những điều bất ngờ. Mời chị Linh này. Luôn tạo sự bất ngờ, chính xác. Chúc mừng anh chị đã mang về cho mình 10 điểm. Câu hỏi số 2. Con gái thời nay nói có là có. Điều gì bạn gái hứa là làm cho bạn? Mời anh Việt ạ. Tất cả mọi điều mà cô ấy hứa, cô ấy đều làm. Wow. Thế thì ngược lại, những cái gì anh hứa anh đều làm được không ạ? Làm được chưa? Có cái gì hứa hoài mà không làm được chưa? Cũng có. Có, cũng có, cũng có. Thôi bây giờ mình tập trung vào cái đáp án của Linh ha. Cô ấy đã từng hứa cái gì mà cô ấy đã làm rồi? Em nghĩ đó là sự thay đổi. Sự thay đổi. Đó, một sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tức là cô ấy đặt ra những cái giai đoạn nó rất là cụ thể. Ví dụ như là giai đoạn này cô ấy cần một cái, cô ấy đang cần nâng cấp bản thân. Trong cái sự nâng cấp bản thân đó thì nó có rất là nhiều quyết tâm nhỏ. Ví dụ như là dậy sớm hơn, học tập thêm về những vấn đề, ví dụ về kinh doanh, về âm nhạc, về viết nhạc. Rồi là tập luyện về gym, làm sao mà cơ thể của cô ấy đẹp hơn nữa. Nói chung là tốt hơn mọi người. Đúng rồi, thì có lẽ là để mà em ấn tượng, gọi là nhớ nhất. Ngay khi mà anh chị vừa hỏi cái câu hỏi đấy thì cái điều đầu tiên mà nó hiện ra trong đầu của em đó là chính là cái sự thay đổi của cô ấy để cô ấy trở nên tốt hơn. Chốt luôn không ạ? Có lẽ là lời hứa mà cô ấy đã nói và cô ấy làm được, đó chính là việc trở nên tốt hơn mỗi ngày. Rồi, mời lên cho đáp án. Chúc mừng anh chị lại mang về cho mình thêm 10 điểm. Rồi, mời Dương. Có những cái trải nghiệm mà lần đầu tiên em mới được trải nghiệm là từ lúc bắt đầu quen Lucy đến giờ là tụi em đi du lịch nước ngoài là lần đầu tiên của em. Anh gợi ý đi anh. Gợi ý đi. Nó mang tính chất là tiệc tùng. Trời ơi, có rõ quá không? Quá gợi ý luôn, còn gì nữa. Đáp án của Dương là Lucy đã hứa tổ chức sinh nhật cho Dương và đã làm được điều đó. Mời Lucy tổ chức sinh nhật cho bạn trai. Với đáp án trùng khớp này thì chúc mừng hai bạn đã mang về cho mình 10 điểm.
Và không có lời khuyên nào ở câu này. Bây giờ là câu hỏi ha. Hành động nào của bạn sẽ khiến bạn gái chuyển mây đen sang nắng ấm ngay lập tức? Mời Dương. Ánh mắt ngô nghê. Ông đang suy nghĩ chà, phải là cái gì ghê gớm đúng lắm rồi. Rồi thí dụ hai đứa đang giận nhau gì, đang ngồi gì, nếu em muốn làm lành là em sẽ từ em lại chứ xích lại gần hơn, xích lại lại chứ, xong rồi bắt đầu từ đụng không chứ xong rồi khều đơn giản thôi, đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ để mà hết giận 100% mà thẳng luôn một phát là em nghĩ chắc là chỉ có tặng quà hoặc là cho tiền thôi. Tặng quà cho tiền nó thực tế đúng không? Em nghĩ vậy, em xin chọn đáp án là từng làm hả? Từng làm hả? Chị khều lại, chị nói từng làm đừng nói cái gì nào mà chưa làm mình đừng nói đúng rồi. Em xin chỗ đáp án của em là xích lại gần và bày tỏ yêu thương. Mời Lucy cho đáp án. Chúc mừng hai bạn đã mang về cho mình thêm 10 điểm. Đối với em thì Linh là người rất đơn giản và những điểm mà cô ấy cần cũng rất là đơn giản, không bao giờ có một cái sự cầu kỳ nào. Nhưng mà cũng hiểu tính của cô ấy, trong bất kỳ một những cái lúc nào mà hai đứa cảm giác là không vui và cần phải cân bằng lại, thường thì em sẽ lựa chọn một cách, đó là em sẽ là người chủ động, sẽ là người chủ động nhận lỗi sai. Rồi. Bởi vì một trong những cái nguyên tắc đầu tiên của em khi mà làm một người đàn ông ấy, đó là mình luôn luôn là người sai. Trời ơi, tuyệt vời quá. Tới già luôn nó vẫn vậy, đó là nguyên tắc đúng tới đi tới già. Và đối với Linh thì chỉ cần một cái ôm thôi nó cũng đủ. Như vậy việc chốt đáp án là cách em sẽ làm đó là em sẽ ôm. Mời Linh chốt đáp án. Kéo vào lòng và ôm. Chúc mừng anh chị mang về cho mình thêm 10 điểm. Kết thúc vòng 2 thì điểm số của hai đội như sau: Lucy Nguyễn và Tuấn Dương là 20 điểm. Cặp đôi Bùi Việt và Hoa Di Linh tạm dẫn trước với số điểm là 30. Bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại vòng 2 để đến với vòng 3 sau vài phút giải lao. Giả đang quay trở lại với vòng 3 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng 3 này chúng tôi sẽ có 3 câu hỏi dưới dạng liệt kê. Một câu hỏi là 3 đáp án, mỗi đáp án trùng khớp mang về 5 điểm và tối đa là 45 điểm. Mỗi câu hỏi sẽ có 15 giây để trả lời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Kể tên 3 việc bạn trai sẽ làm nhiều nhất khi không gặp bạn gái một tuần. 15 giây bắt đầu. Với câu hỏi này chúng ta sẽ so sánh đáp án của anh Bùi Việt và chị Hoa Di Linh. Xin mời. Hoa Bùi Việt. Thứ nhất, tập gym. Có tập gym. Thứ hai, làm nhạc và làm việc. Không có. Không có làm việc. Không có làm việc. Cái thứ ba, đó là gặp gỡ bạn bè. Không có luôn. Trời ơi, chị nghĩ anh rất là tích cực nha. Không có cái thú vui riêng cho mình. Chị nghĩ là anh sẽ nấu ăn nè, anh sẽ dọn dẹp nhà cửa nè. Đó. Chứ không có gặp gỡ bạn bè. Lý tưởng quá. Và với câu hỏi này thì anh chị trùng khớp một đáp án mang về 5 điểm. Xin mời Tuấn Dương và Lucy Nguyễn ạ. Tuấn Dương sẽ làm những điều sau đây nếu như mà có thời gian mà xa bạn gái một tuần. Vâng. Đó là chơi điện tử. Chơi điện tử? Dạ có ạ. Ủa, nghĩa là khi mà mình gần bạn gái mình không được chơi điện tử? Không được phép chơi.
Nói vậy thôi chứ thật ra là vẫn chơi đúng không Dương? Nhưng mà ít hơn. Vẫn chơi nhưng mà có cái thái độ đi kèm, người ta không chơi thoải mái được. Đây là chơi bung lụa. À, chơi thoải mái luôn. Điều thứ hai Dương chọn đó là trời ơi câu này không biết là chắc nịnh quá. Nếu mà xa bạn gái tầng tôi gọi điện cho bạn gái. Dạ, có gọi điện thoại luôn. Điều thứ ba mà Dương chọn đó là làm việc. Cho anh Thịnh hỏi Dương là làm việc gì ha? Công việc của em hiện tại thì em đang kinh doanh một xúc quần áo. À, bên này có bán quần áo nha, trùng khớp. Và còn nói gì nữa, với câu hỏi này các bạn trùng khớp, ba đáp án mang về 15 điểm. Bây giờ là câu hỏi số 2. Kể tên ba thứ bạn gái thích đặt giao về nhà hơn là mua tại cửa hàng. 15 giây bắt đầu. Hết giờ. Xin mời đáp án của Lucy Nguyễn và Tuấn Dương. Cho tôi hỏi là Lucy Nguyễn hay chọn mua những mặt hàng nào? Đồ hiệu. Đồ hiệu. Loại không có đồ hiệu. Thế thì quần áo. Quần áo. Có quần áo. Trùng khớp. Đồ ăn. Đồ ăn. Có đồ ăn. Vậy thì một cái không trùng khớp đó là gì ạ? Mỹ phẩm. Có mua mỹ phẩm giao đến nhà không chị? Hồi nãy cậu nói là cậu mua hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà thường mỹ phẩm là trợ lý mua. Và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp hai đáp án mang về 10 điểm. Xin mời đáp án của anh Bùi Việt và chị Hoa Duy Linh ạ. Minh Duy Linh là chọn gì vậy? Quần áo. Có quần áo. Trùng khớp. Mỹ phẩm. Mỹ phẩm. Sản phẩm. Sản phẩm làm đẹp là mỹ phẩm. Trùng khớp. Đồ ăn phải uống. Đồ ăn. Có đồ ăn. Wow, và với câu hỏi này thì anh chị trùng khớp ba đáp án mang về 15 điểm. Và câu hỏi số 3 như sau. Kể tên ba việc hai bạn thích làm nếu một ngày trời mưa. Wow, 15 giây bắt đầu. Hết giờ. Xin mời đáp án của anh Bùi Việt và chị Hoa Duy Linh. Bên Bùi Việt thì những ngày mưa thì cả hai đều sẽ làm những điều sau đây. Vâng. Đầu tiên là xem phim. Có xem phim ạ. Có thêm một tuần hết. Cái điều thứ hai đó là chơi nhạc và hát. Bên này không có chơi nhạc mà là nghe nhạc. Nghe nhạc có nghĩa là mình thụ động thôi. Mình chỉ bật nhạc lên và mình ngồi mình nghe. Vâng, và với đáp án này thì nó không trùng khớp. Và cái điều thứ ba, việc chọn đó là nấu ăn, dọn dẹp. Có nấu ăn nha. Và với câu hỏi này thì anh chị trùng khớp hai đáp án mang về 10 điểm. Xin mời Lucy Nguyễn và Tuấn Dương. Mình xem của Lucy Nguyễn trước đi. Đầu tiên sẽ là xem phim nha. Xem phim. Có xem phim. Vâng. Một trùng khớp. Sau khi xem phim sẽ là nấu ăn. Có nấu ăn luôn. Sau khi mà ăn no rồi thì mình tâm sự. Ở đây thì người ta con nít hơn á, cho nên người ta không có nói chuyện mà người ta nằm ngắm mưa. Cái gì? Nằm ngắm mưa. Tôi nói nghĩa đen, hiểu không? Tôi nằm tôi ngắm mưa. Ngắm mưa rồi mà không có tâm sự thì nó rất là kỳ. Đúng luôn. Đúng rồi, không có lãng mạn gì cả. Mưa hôm nay đẹp quá. Lucy cũng thấy như vậy. Đó, câu chuyện bắt đầu vô vô rồi đó. Dạ, đó, em nghĩ là trùng khớp. Ủa, ở đâu ra? Trời đất ơi à. Dạ, vâng, và với câu hỏi này thì Lucy Nguyễn và Tuấn Dương trùng khớp hai đáp án mang về 10 điểm. Và trước khi đến với điểm số vòng 3 thì xin mời hai đội ai về nhà nấy ạ. Điểm số vòng 3 này như sau. Cặp đôi Bùi Việt và Hoa Duy Linh là 30 điểm.
cặp đôi Lucy Nguyễn và Tuấn Dương dẫn trước với số điểm là 35. Bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số của cả hai đội sau 3 vòng. Điểm số của cả hai đội sau 3 vòng như sau. Cặp đôi Lucy Nguyễn và Tuấn Dương là 60 điểm. Và cặp đôi Bùi Việt, Hoa Di Linh là 70 điểm. Và với số điểm 70 thì cặp đôi của anh chị cũng nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 8 triệu đồng. Xin chúc mừng ạ. Và cặp đôi Lucy Nguyễn cùng với Tuấn Dương sẽ nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Hôm nay quý vị khán giả của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp được sự chia sẻ về những cái câu chuyện của hai cặp đôi có cái sự rất là khác nhau, nhưng cả hai đều đã mang lại cho một cái màu sắc rất là thú vị. Không biết là Linh với lại Việt có muốn nói gì với nhau sau khi đã tham gia chương trình này không? Chắc chắn là điều này là em có thể chắc chắn rằng đó cũng sẽ là một mong muốn từ Hoa Di Linh luôn. Đó là em luôn mong muốn rằng là tất cả các bạn đều sẽ tìm thấy một nửa của nhau để chinh phục nó. Không nhất thiết là phải suy nghĩ quá nhiều. Đặc biệt là cũng không cần phải xem là nó đúng hay là sai. Một khi mình vướng vào những cái câu hỏi là đúng hay là sai, đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào thì tình yêu nó chưa đủ lớn. Và quan trọng nhất là để chinh phục nó thì chỉ cần có sự chân thành và nhiệt huyết trong mọi khoảnh khắc. Những điều mà anh Việt vừa nói thì cũng là cái điều mà em muốn nói rồi. Và một cái điều hạnh phúc hơn nữa sau chương trình đó là ngày hôm nay em thực sự rất là vui vì em nhận ra rằng thực ra là anh rất hiểu em. Me too. Wow. Me too. Quá tuyệt vời ạ. Xin cảm ơn anh chị. Sau khi tham gia chương trình thì em hiểu được chị Lucy thêm một chút nữa. Mặc dù là cái thời gian hai tụi em ở bên nhau nó không quá là dài, nhưng mà rất là mong là sẽ hai đứa sẽ cố gắng đi cùng nhau thật là dài và sẽ có một cái kết đẹp. Và sẽ không có nhiều lời khuyên răng nữa. Em đang tính nói là chị có lời khuyên nào muốn gửi đến Dương không? Thật ra thì rất là cảm ơn chương trình cũng như là mọi người ở đây đã giúp Lucy và Tuấn Dương hiểu nhau hơn, và có khi phải cần cả năm mới hiểu được giống như ngày hôm nay. Nhưng mà sau ngày hôm nay, Lucy và Dương đã có cái cách để tìm hiểu nhau sâu sắc hơn, nhiều hơn. Giống như là đặt mình vào trong đối phương, giống như đoạn đầu mà Lucy nghĩ là chắc là Dương sẽ khoái, nhưng thật sự là Dương đang lo sợ, hoang mang vì Dương nhìn thấy cuộc sống mình đang như vậy. Thì Lucy hy vọng sau chương trình Lucy sẽ đứng ở góc nhìn của Dương và sẽ hiểu Dương nhiều hơn nữa từ cái thế giới của Dương. Ngày hôm nay thì xin cảm ơn hai cặp đôi đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Để giờ đây còn lại trong ta một tình yêu. We made a good good team. Ở đây đâu phải đi tìm. Ta là một mảnh ghép không tách rời. Tâm đầu ý hợp. Ta là một mảnh ghép không tách rời. Tâm đầu ý hợp. Câu này cứ trả lời thật là đúng. Đúng. Nhìn vào đôi mắt rồi. Trời, vào đôi mắt. Cái mặt đồ quyến rũ đi, nhìn vô đôi mắt. Kệ người ta thấy đôi mắt quyến rũ. Rối lòng. Vòng ba của Tú rất là rắn chắc. Có chắc không? Dạ không, nhão lắm chị. Nhão lắm mà dám nói chắc. Hay khen em chắc lắm. Không có chị to thôi chứ không có chắc. Chết rồi luôn. To chắc mà không chắc.